không làm được điều này thì không nên dùng máy là không khí ok chào mọi người này hôm nay để máy an ra tiếp tục lên video nhé thì video này mình sẽ nói về cái vấn đề uh, sử dụng máy là không khí sử dụng máy là không khí thì uh, rất là nhiều người cứ nghĩ là vác con máy là không khí về để ở trong nhà thế là xong nó sẽ phải có nhiệm vụ là xử lý tất cả những cái vấn đề gì về ô nhiễm cho không khí đúng không ạ thế nhưng mà nhiều người lại không biết rằng là máy là không khí hay là bất cứ một cái thiết bị nào thì thì chúng ta cũng phải đều về chăm chút cũng đều về vệ sinh đều phải xử lý những cái vấn đề uh, khi sau một thời gian sử dụng đúng không ạ đây thì ví dụ trước mắt các bác em đã từng gặp có những người như, như em đã từng gặp nhá có những người hoặc là các bác có thể lên trên mạng bác sớt bụi mà là không khí ạ thì có những người thật sự là nó bụi nó bám vào đến mức mà không nghĩa là cái gió chạy quạt nhá mà nó cái, cái, cửa thổi gió lên nó còn không còn gió mà thổi lên được nữa thì mọi người phải hiểu đấy là cái mức nghĩa là bức bụi nó đã bám vào quá nhiều cái, những cái mảng này quá nhiều những cái màng hepa màng than này quá nhiều vào màng này đúng không ạ thế nên là cái cái màng lúc đấy là cái màng nó không còn khả năng để mà gió nó đi qua nữa vì bụi nó bám quá nhiều chắn hết gió rồi chắn hết không khí vào rồi đấy thì với những cái người như thế nếu mà để như thế thì em thật sự là em khuyên kể cả các bác mua máy bao nhiêu tiền thì nữa thì cũng không nên dùng cái là không khí tại vì các bác nó sẽ có hai vấn đề này thứ nhất là rất dễ để gây hỏng máy tại vì khi mà mình dùng như thế mình không vệ sinh ấy thì quạt nó sẽ chạy gồng nó vì nó cố chạy mà cố chạy thì lâu rồi nó chết cái thứ hai là 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 khi mà các bác dùng như thế thì gần như cái giá trị của máy là không khí nó gần như không còn nữa tại vì gió nó có lưu thông ở đâu mà còn đúng không ạ thế nên là nếu như dùng máy là không khí mà bỏ qua cái vấn đề vệ sinh cứ vất không cho nó chạy mà để quá lâu thì theo em là các bác không nên dùng máy là không khí nữa bỏ qua đi và thôi chúng ta chấp nhận thôi còn lười thì chấp nhận và muốn dùng à, đã có một máy là không khí thì chúng ta phải đấy thường xuyên đấy nếu như không có điều kiện thì không có điều kiện 12 tuần ờ, thì nếu mà có điều kiện thì một hai tuần không thì là một tháng mà cùng lắm thì là hai tháng thôi các bác phải để ý nó xem cái màng lọc như thế nào đấy mọi người nhé thì đấy là một cái lưu ý cho mọi người mà khi dùng nó cùng máy không khí chúng ta bắt buộc phải kiểm tra và vệ sinh hệ thống màng lọc của máy lọc không khí